Chào các bạn, vui lòng quay lại học ngôn ngữ thật dễ. À, bây giờ mình sẽ thảo luận về tiếng Hồng Kông và tiếng Việt giống nhau hay là khác nhau. À, có nhiều người Trung Quốc à, đi qua Việt Nam thì cảm thấy tiếng Việt, à, tức là giống tiếng Quảng Đông, tiếng Hồng Kông, nhưng mà có nhiều tiếng Hồng Kông không có đồng ý. À, bây giờ thầy sẽ uh, lấy ví dụ lấy một số ví dụ của tiếng việt và tiếng quảng đông cho các bạn phân biệt thử cho các bạn uh, xem xét thử uh, cái tiếng việt và tiếng Hồng Kông là giống nhau hay là khác nhau sau khi các bạn xem xét sau khi các bạn uh, suy nghĩ xong uh, các bạn có thể nhấn tin uh, trả lời ở dưới uh, cho thầy biết bạn cảm thấy tiếng Hồng Kông và tiếng việt giống nhau hay là khác nhau bây giờ thầy sẽ bắt đầu đi đầu tiên mình sẽ nói về một số nhân vật nhân vật à lầu dịch phi giờ mệt lầm chi lệnh châu kỵ lệnh triều mẫn tập cận bình ai ai cũng biết à tập cận bình là chủ tịch nước của trung quốc à tung phong bất bại nam à bây giờ thầy đọc lại một lần lầu dịch phi giờ mệt

làm kinh Làm nền Bắc kinh à, Bây giờ cho thầy đọc lại một lần Ta mật Trung Quốc Quốc nội Đại học Nội phải Đông Nam A Quần Làm kinh Làm nền Bắc kinh Rồi uh, Phần thứ ba là Ăn uống à, Ăn uống à, Mình nói về Siêu mãi

rồi, về cái danh từ Danh từ Lễ dạo kiến trúc sư Kinh nghiệm Tập điểm Quan hệ Quân điểm Mật chất Tề điểm Một lần nữa Lễ dạo kiến trúc sư Kinh nghiệm Tập điểm Quan hệ Quân điểm Mật chất tỷ điểm rồi về cái adjective tính từ đặc biệt u nhiễm nội tâm à nội tâm thiên nhiên hạnh phúc phức tạp một lần nữa đặc biệt u nhiễm nội tâm thiên nhiên hạnh phúc phức tạp À cuối cùng là phần động từ Quan hẳn Kinh chỉ Chuẩn bị Tục Thản Phù hợp Thống trị Phân tích Một lần nữa Quan hằng Kinh chỉ Chuẩn bị Tục Thản Phù hợp Thống trị Phân xích Rồi hôm nay đến đây đã kết thúc rồi các bạn có thể trả lời cái câu hỏi của thầy, cái chủ đề của thầy. Các bạn có đồng ý tiếng Việt và tiếng Hồng Kông giống nhau hay là khác nhau? Vui lòng các bạn uh, phản hồi cái ý kiến của các bạn uh, của bản thân. Uh, thầy sẽ nghe uh, cái ý kiến hoặc là cái bình luận của các bạn. Uh, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.